Đoàn Hà Cà Thinh là đoàn đưa rước dân y từ một nơi khác để vô cái chùa, một cái chùa Krang Kroj. Chút nữa mình vô chùa Krang Kroj mình quay luôn. Hè Cà Thinh là lễ dân y á. Người Khmer anh ta vô cái mùa này là ta vô cái mùa Cà Thinh, mùa dân y. Đối với đồng bào người Khmer đó là mùa này là vô mùa Cà Thinh, mùa dân y. Nguyên cái đoàn dân y. Cái này là cây hoa. Nhâm xanh nữa. Mặt cầu truyền thống người Khmer.
Thank you.
ยังมาตั้งแต่ไอ้ครับอ่ะอย่าช่วยกันอ่ะสาธุเอาตะเนะได้ยายสบายครับ